Xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DK Eyebrow & Beauty ạ. Và hiện giờ thì tôi đang có mặt tại khu kỹ thuật của DK. Và trước màn hình ống kính đây là một chàng trai vô cùng điển trai. Và anh ấy vừa mới trải nghiệm xong cái dịch vụ hair shop tại DK ạ. Vâng, em chào anh. Anh có thể giới thiệu qua về bản thân mình cho mọi người theo dõi livestream được biết không ạ? Mình là Linh Việt Cao và hiện tại thì mình đang là diễn viên. Vâng ạ. Thì sau khi mà làm xong cặp chân mày mới này thì anh không biết là anh đã được ngắm nhìn cái cặp lông mày mới của mình chưa? Hiện tại thì mình vẫn đang muốn được nhìn qua gương nhiều hơn vì mình đang rất là ưng với cái bộ lông mày này. Nhưng mà sau khi được chị Cún tư vấn là về đặc thù công việc cũng như là mọi thứ thì mình cảm thấy là việc cái bờ môi này, bây giờ khử thâm môi sẽ rất là tiện cho công việc của mình. Mình cảm thấy đấy là điều hợp lý và mình đã quyết định sẽ làm thêm khử thâm môi nữa. Wow, tức là trước khi mà đến đây ấy, thì anh Linh chỉ có quyết định là thay đổi cặp chân mày của mình thôi để giúp nhìn nam tính hơn và tự nhiên hơn. Nhưng tuy nhiên thì sau khi đến DK thì chuyên gia của chúng tôi đã tư vấn thêm cho anh Linh về khử thâm môi để giúp cho cái đôi môi của anh tươi tắn hơn rất là nhiều để phù hợp với cái công việc của anh hơn. Vâng, và bây giờ thì em xin mời máy quay quay sát hơn một chút nữa nhé để chúng ta có thể chiêm ngưỡng đến cặp chân mày mới. Nhưng mọi người có thể thấy thì với cái tình trạng cũ của anh Linh thì cái cặp trên mày thì chưa có khuôn đó. Và ngoài ra thì phần đầu lông mày và phần đuôi lông mày còn bị hụt nữa. Nhưng tuy nhiên thì với công nghệ hair shock là công nghệ tự nhiên nhất hiện nay thì Master One Minh Vương của chúng tôi thì đã khắc phục được hết tất cả những cái nhược điểm của cái cặp trên mày này rồi. Và bây giờ thì anh Linh đã có một cặp trên mày nam tính và nhìn điển trai hơn rất rất nhiều lần. Vâng, vậy sau khi mà trải nghiệm xong cái dịch vụ đầu tiên tại DK ấy, thì anh có điều gì muốn gửi gắm đến đội ngũ của DK không ạ? Các bạn làm việc rất là ok và mình cảm thấy rất là thích vấn đề đấy, về việc đấy rất là nhiệt tình và mình không phải chịu một cái vấn đề gì về đau hay là như nào cả. Cảm thấy rất là ưng. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh rất là nhiều. Và các bạn đừng bỏ lỡ livestream tiếp theo của anh Linh nhé, sau khi chắc chắn là cái đôi môi của anh sau khi khử thâm xong sẽ tươi tắn hơn rất là nhiều ạ. Cảm ơn anh rất nhiều và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào cả nhà. Cảm ơn nha.